chiều còn nấm đây các bạn. Buổi chiều lại ra biển thả diều. Em lại chơi nghịch cát à? Nấm kìa. Nhắn tin trở lại. Nhắn tin nấm. Cháu Khổng Gia Khánh, 7 tuổi, quê ở Hà Nam. Đặc điểm cháu mặc quần áo màu đen. Hết dây chưa? Bố tên Hùng, mẹ tên Thoa. Vậy ai thấy cháu Khánh ở đâu? Xin đưa cháu về khách sạn Đức Thành. Bạn liên hệ theo số điện thoại. Quận quận vào đi cho nó lên đã. 525. Lần đầu thả hết dây không? Thả chậm chậm thôi, chậm chậm thôi. Buổi chiều tâm ra là mọi người không được tắm mà, lên bờ hết rồi. Chúng tôi xin thông báo hiện nay tại trạm kiểm soát của nấm là lên cao hơn khách sạn rồi. Đúng không? Cao hơn với con diều đằng kia. À xin vớ. Nấm cô xin vớ. Đấy điều chứ. Em bé ngoài kia. Trường quân rồi, trường tối không? 6 giờ đúng không? 6 rưỡi không? 6 rưỡi người ta không cho tắm mà người ta bắt tới đây này. 6 rưỡi rồi mà sao chưa đặt ăn á? Thế con bảo đi ăn pizza phải không? Hả? Đứng một chỗ được rồi. Cá tí này. Dây không căng hết dây rồi đúng không? Lần đầu thả hết cuộn dây. Không, chỗ đây bố buộc con này chắc đấy. Buộc cái. Hết dây rồi. Thu cho nó căng căng lên em. Cao chưa? Cao hơn ấy rồi. Cao hơn khách sạn rồi. Chơi xong lại mang về Hà Nội chơi. Đem đi công viên chơi. Đâu Hà Nội có con kia rồi. Thì mà hai con, cho em bé một con, con một con. Em bé con to, con nhỏ. Ừ, tí. Bố một con một con. Ừ, dạ. Bye bye các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Tối rồi mình quay nó không nghe nữa.